Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với chương trình Hồ sơ vụ án của báo Thanh Hóa. Chắc hẳn quý vị đã quen thuộc với những bản tin thời sự nóng hổi được cập nhật liên tục trên kênh của chúng tôi. Tuy nhiên, báo Thanh Hóa còn mang đến cho quý vị một chương trình đặc biệt hơn, nơi vén màn bí ẩn đằng sau những vụ án ly kỳ, gay cấn và đầy kịch tính. Hồ sơ vụ án là hành trình khám phá những góc khuất của xã hội, nơi những đấu trí căng thẳng giữa thiện và ác diễn ra. Mỗi một vụ án là một câu chuyện, là bài học cảnh giác để phòng tránh tội phạm và là lời ca ngợi cho những chiến công vang dội của lực lượng công an nhân dân. Ngay sau đây, mời quý vị đến với vụ án bí ẩn được hé lộ trong chương trình hôm nay. Vào tháng 5 năm 2009, một công an viên xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, trong một buổi trực đêm có nhận được một cuộc điện thoại nặc danh. Từ phía đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông nói rằng nếu như có phát hiện một trường hợp mất tích nào thì đó là một vụ giết người. Sau khi nói dứt câu, người đàn ông đó dập máy và về sau không thể liên lạc với số thuê bao đó được nữa. Sau đó một năm, vào chiều ngày 4 tháng 5 năm 2010, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin tại khúc sông Phó Đáy thuộc thôn Nội Điện, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân phát hiện một bộ hài cốt áng chừng bị chôn vùi dưới lớp cát không dưới 2 năm. Cụ thể, chiều hôm đó tàu hút cát của một công ty tư nhân đang tiến hành khai thác trên sông Phó Đáy thì bất ngờ phát hiện có dấu hiệu lạ ở phía ống hút. Các công nhân của tàu liền xuống kiểm tra vì nghi có vật thể lạ mắc vào đầu ống. Một số công nhân liền xuống gỡ đoạn ống hút nhấc lên thì phát hiện ra có một chiếc quần dài mắc ở phần miệng ống. Tiến hành gỡ chiếc quần đó ra thì bất ngờ một số đoạn xương giống với xương người bỗng nhiên rơi ra. Xem xét một hồi, các công nhân chắc chắn đây là xương người nên đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. Theo nguồn tin từ báo Công an Nhân dân, sau khi nhận được thông tin, lực lượng điều tra hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý. Công tác khai quật khu vực nghi là có hài cốt đã được tiến hành một cách nhanh chóng. Kết quả cho thấy số hài cốt thu được là của người, được sắp xếp lại thành một bộ hoàn chỉnh dù có thiếu một vài bộ phận. Theo những dấu vết để lại trên bộ hài cốt, kết quả giám định đã cho thấy nạn nhân có rất nhiều vết thương ở phần đầu và đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Trên cơ sở những kết quả này, bước đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận định rất có thể đây là một vụ giết người nên đã tổ chức một cuộc họp khẩn. Một ban chuyên án được thành lập khẩn trương tiến hành điều tra về vụ án phía sau bộ hài cốt được phát hiện ở sông Phó Đáy. Tiến hành pháp y lại bộ hài cốt, kết quả từ Viện Khoa học Hình sự cho thấy nạn nhân là nam giới và thời điểm tử vong là vào khoảng giữa năm 2007. Hướng điều tra trước hết phải xác minh được danh tính của nạn nhân. Lấy hiện trường phát hiện ra hài cốt là tâm điểm, các mũi trinh sát tỏa ra các hướng khác nhau để rà soát. Nội dung là sẽ tìm một người đàn ông mất tích cách đây hơn 3 năm về trước, để từ đó sẽ sàng lọc tìm kiếm. Chính sự nhận định chuẩn xác và hướng điều tra tập trung có chủ điểm, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nắm được thông tin về danh tính một người đàn ông bỗng nhiên mất tích vào năm 2007. Người đàn ông này là Phan Văn Thu, trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo như thông tin từ gia đình người mất tích cung cấp, thì vào khoảng tháng 8 năm 2007, anh Thu có đi mua nứa ở xã kế bên và từ đó không thấy trở về. Người thân đã báo lên cơ quan chức năng, nhưng vài năm sau đó vẫn không hề có thông tin gì. Chắp nối những thông tin từ lực lượng kỹ thuật hình sự và thông tin phía gia đình anh Thu, lực lượng điều tra nhận thấy có sự trùng hợp về yếu tố thời gian. Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngay sau đó đã chỉ đạo mang mẫu phẩm của bộ hài cốt và mẫu phẩm do gia đình anh Thu cung cấp đưa lên Viện Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an để xét nghiệm ADN. Sau một thời gian khẩn trương xét nghiệm, kết quả khẳng định hai mẫu phẩm này trùng khớp. Như vậy đã có thể khẳng định bộ hài cốt kia chính là anh Thu và rất có thể người đàn ông này đã bị sát hại trong ngày đi thu mua nứa. Thông tin gia đình cho biết, ngày anh Thu đi mua nứa có mang theo khoảng 5 triệu đồng. Căn cứ vào thông tin này, lực lượng điều tra nhận định có kẻ sát hại anh Thu với động cơ giết người cướp của. Tập trung hướng điều tra này, nhiệm vụ tiếp theo của ban chuyên án là phải xác định được nơi anh Thu đã bị sát hại để từ đó sẽ khoanh vùng đối tượng. Các trinh sát đã bí mật có mặt tại gia đình nơi anh Thu đến để mua nứa. Được biết, hôm đó trùng vào ngày rằm tháng 7 năm 2007. Vào ngày hôm đó, anh Thu có đến nhưng gia đình bán nứa không có nên đã hẹn ngày hôm khác. Vào ngày đó, gia đình bán nứa có làm cỗ nên mời anh Thu ở lại dùng bữa. Ngồi uống rượu đến chiều muộn thì anh Thu ra về và hẹn hôm sau sẽ đến mua. Trên cơ sở những thông tin đã thu thập được, ban chuyên án lên được một bản đồ di chuyển của anh Thu từ khi rời nhà bán nứa để trở về. Nghiên cứu kỹ lưỡng cung đường này, các điều tra viên nhận thấy
Muốn về tới thị trấn Hòa Hợp, chắc chắn anh Thu phải đi qua bến đò thuộc xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch. Từ đây, theo tính toán logic thì rất có thể anh Thu đã bị sát hại ở khu vực bến đò, nên kẻ gây án mới mang xác vùi ở bờ sông. Vị trí bến đò cách nơi phát hiện ra hải cốt anh Thu khoảng 3 km về hướng thượng nguồn. Vì vậy, đây rất có thể là cơ sở để xác định hướng điều tra tiếp theo. Thông tin thu thập được từ quần chúng nhân dân, trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Bắc, sinh năm 1984, một người thuộc xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm năm 2008, có đi một chiếc xe máy đặc điểm giống như chiếc xe của anh Thu trước đây. Tuy nhiên, thời điểm điều tra, Bắc đã đi vào Bình Dương làm ăn, không còn ở địa phương nữa. Nghiên cứu kỹ lưỡng về đối tượng Nguyễn Tiến Bắc, ban chuyên án nhận thấy mẹ vợ của Bắc vốn làm nghề lái đò trên sông Phó Đáy. Gia đình vợ Bắc có hai người con trai là Phan Văn Mão và Phan Văn Thìn. Tập trung tìm hiểu gia đình nhà mẹ vợ của Bắc, theo thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, thì suốt từ năm 2007, cứ đến ngày rằm là bà mẹ của Mão và Thìn đều mang vàng hương ra sông để cúng lễ. Tập trung đấu tranh vào chi tiết chiếc xe máy, lúc đầu Bắc viện ra rất nhiều lý do, nhưng sau đó đã thừa nhận chiếc xe này là do Mão cho, và y cũng khai ra việc chính người em vợ đã giết anh Thu. Căn cứ vào lời khai này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sau đó đã lập kế hoạch bắt giữ đối tượng Phan Văn Mão, sinh năm 1987, trú tại Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, để làm rõ vụ việc. Sau khi bị bắt, Mão đã thừa nhận hành vi giết hại anh Phan Văn Thu và khai báo toàn bộ diễn biến vụ việc. Theo lời khai nhận, vào tối ngày rằm tháng 7 năm 2007, lúc đó vào khoảng hơn 7 giờ tối, thì anh Phan Văn Thu nhờ chở đò qua sông. Lúc này trời đã gần tối hẳn, Mão và gia đình cũng đã nghỉ để về nhà ăn cơm, nhưng anh Thu cứ nài nỉ nhờ chở để về nhà. Mão nhận lời nên đã lấy đò chở anh Thu sang sông. Trong quá trình di chuyển, Mão có nói chuyện với anh Thu. Mão biết anh Thu vừa đi mua nứa nhưng chưa có hàng. Ngay lúc đó, Mão đã nảy sinh suy nghĩ rằng anh Thu chắc chắn có nhiều tiền trong người nên có ý định cướp của. Hơn nữa, nhìn chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn mới nên y càng quyết tâm thực hiện hành vi của mình. Lái đò ra đến giữa sông, trong lúc anh Thu ngồi nhìn về phía trước, Mão dùng mái chèo từ phía sau vụt mạnh vào đầu nạn nhân. Tiếp tục tấn công anh Thu cho đến chết hẳn, Mão lục người nạn nhân lấy hết tài sản, sau đó chèo thuyền lên thượng nguồn cách nơi gây án khoảng 3 km. Sau đó, đáp vào bờ tự bới cát rồi chôn thi thể nạn nhân hỏng phi tang. Sau khi gây án xong, Mão về nhà và mang toàn bộ câu chuyện đó kể cho gia đình, trong đó có cả Nguyễn Tiến Bắc. Thay vì khuyên răn con em mình đầu thú, mẹ của Mão đã im lặng hoàn toàn. Vì ám ảnh với hành vi giết người, ngay trong đêm gây án, mẹ con nhà Mão đã mang vàng hương rồi âm thầm đi lên khu vực chôn xác anh Thu để cúng lễ. Một thời gian ngắn sau đó, gia đình Mão cũng không làm nghề lái đò nữa mà tìm cách đi làm ăn xa, với hy vọng vụ án mạng kia sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. 3 năm trôi qua, đối tượng và những người liên quan cứ nghĩ rằng mọi việc đã bị chôn vùi dưới lớp cát sâu trong lòng sông Phó Đáy, thì không ngờ bộ hài cốt được phát hiện và tố giác toàn bộ hành vi phạm tội. Cuối năm 2010, Phan Văn Mão bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyên án tử hình về hai tội danh nói trên. Nguyễn Tiến Bắc bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Em ruột của Mão là Phan Văn Thìn cũng bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm. Cùng liên quan đến vụ án còn có một tình tiết khá ly kỳ. Trước khi phát hiện nạn nhân, vào đầu năm 2010, một bà chủ quán nước ven sông Phó Đáy phát hiện có một chuyện thoạt nghe đầy chất mê tín từ những người chèo đò. Dân thuyền trai thường ghé vào quán kể. Dù bắt nguồn từ nhiều người, song có một điểm lạ là một số chi tiết họ kể khá giống nhau. Đó là cứ mỗi khi đi qua khúc sông vào tầm khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ, ai ngồi trên thuyền đều văng vẳng nghe những âm thanh rất giống với tiếng người kêu cứu. Có lần, người ta còn thấy cả một bóng áo trắng hiện ra trong làn sương khói mờ ảo rồi lại biến mất. Và mặc dầu tiếng động cơ máy có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì âm thanh nghe có vẻ rất yếu ớt kia vẫn sộc thẳng vào tai họ. Mỗi lần nghe thấy tiếng kêu cứu, các chủ tàu lẫn thợ thuyền đều giỏng tai lên nghe, đồng thời lấy đèn pin quét khắp mặt sông để tìm xem có người nào bị chết đuối hay không. Song tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ đến khi bộ hài cốt được phát hiện ra và hung thủ bị bắt giữ, nhiều người mới nhận ra những hiện tượng kỳ lạ trước đó là do oan hồn của nạn nhân báo oán kêu oan.